thời trang để em học buổi sáng nha. Thể thao hả chị? Rồi đó, nhiều ký rồi ta, thấy được ký chưa ta? Rồi đó, làm bạn thấy rồi. À, lấy đủ màu cho nó hả chị? Thử bộ cái nó vừa không thì lựa màu. Đây, ta thử bộ size đó có vừa không? Cầm vô thử cái size L đó có vừa không? Mới đi mà 60 kg. Vừa đó, vừa đẹp luôn ha. 6-7 kg thì mặc size là vừa đẹp. Thích màu gì mà bé? Thích màu trắng. Màu trắng đẹp á chị, cho nó màu trắng đi. Trắng vừa. Nó vẫn được. Rồi cả đi. Màu vàng, màu xanh bơ được không? Màu cam không? Mấy bộ màu vàng á. À. Dạ. Chứ màu đỏ. Đây. Màu vàng, màu xanh lá thấy nữa không? Nghi đó. Đây. Có màu cam không chị? Màu có màu cam chứ. Màu gì á? Màu đen. Xanh không? Màu cam đấy. Có đồ cho bé cỡ 8 kg 9 kg không chị? Gái hay trai vậy chị? Gái. Lấy giải to được không? Hả? Vải to được không? Hai giải đó đó. Bạn cho nó thoải mái đó. Đó là 300 cho con chị hả? Dạ. Ủa thì có đứa nhỏ nữa hả? Dạ. Ở hai chứ? Có từ tháng 9 chị. À. Đó nhỏ nhỏ nhất á. Thông nữa nè chị. Thông lạnh nè. Hồi kia đó đây không thấy đi chợ hả? Nó chuyện đó hả? Nó đi làm hả? À, mới sinh rồi. À, chưa là hả? Tháng 9 là tháng 12, tháng 1 rồi 3 tháng hả? Được không? Cái đó vừa không chị? Đây là chắc đây cái tấm cái làm dừa chị, đúng rồi nó được bả rồi, nhưng mà cái dừa nó qua cái tấm đây là đó chuyện đó không hà, lấy ra lọ giấy ngoài kia đùa đi chứ. Ừ.
cũng mở cho nó đi. Màu vàng nè, màu hồng nè, còn mấy này số lớn 5, 6, 7 nó lớn đó, mấy bộ này nó mới nhỏ nè. Thằng bé lớn nó mấy bộ? Ba bộ à. À vừa chị. À, được. Vậy không vừa thì ra đổi lại chị. Ba bộ 100 á. Ba bộ nhiêu? Cái kia là 130. Ba bộ 359 với 100 là 409. Đúng rồi. Bộ là 309. Đúng rồi. Cái thằng lớn 3 bộ thôi hả? Dưa thôi. Lấy bộ màu vàng này không? Có hả? Chị Hồng hả? Không thích chịu đó, có kiểu khác rồi. Chị không thích cái áo dây đúng không? Đây. Mẫu này là sắc nách nè. Đây có màu xanh chưa? Chưa có màu xanh này ha. Đây. Màu nó số á chị. Màu vàng đó là màu hồng màu phấn này nó có kiểu không? Có kiểu thờ. Đó dễ thương mà. Đó cần ghê chưa, có nơ nữa kìa. Không chịu kiểu đó luôn hả? Không lạnh thì nó có mấy miệng mẫu vậy thôi. Còn ấy chị lấy mẫu mấy mẫu rồi đó đi. Mình lấy nhiều mẫu đó. Đó mặc tết được đó chị. Đó. Đó cũng có 35.000 bộ à. Cái bộ đó tết mặc tết. Hôm nay chủ nhật sắp thời trang cho em Ngọc Yến. Có đủ mẫu quần áo.